Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Danh ca Trường Vũ bất ngờ đưa vợ con về Việt Nam sau 6 năm. Trường Vũ sinh năm 1963 tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu, nay là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Lại một ấp nghèo toàn người gốc Hoa, anh là con thứ năm trong gia đình có 6 người con gốc Triệu Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Đã sang thành lập tại Việt Nam từ nhượng đời trước. Năm 1983, anh rời quê hương và đến năm 1984, định cư tại Hoa Lạc, Tây Mỹ. Nam danh ca lấy vợ khá muộn vào năm 2006. Khi anh đã 42 tuổi, anh cùng vợ có 2 con, một trai một gái. Nam danh ca hải ngoại từng tâm sự, anh không muốn chia sẻ quá nhiều về vợ con vì sợ làm xáo trộn cuộc sống của họ. Tuy nhiên, Trường Vũ vẫn tâm sự chân thành rằng bà xã anh Thư, Thư Cali là người đã hy sinh rất nhiều để anh có được ngày hôm nay. Vừa mới đây, danh ca hải ngoại Trường Vũ đã hồi ngộ khán giả trong đêm nhạc tại một phòng trà ở Sài Gòn. Sự xuất hiện của giọng ca không giờ rồi thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bên cạnh đó, cuộc sống hiện tại của anh cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Chia sẻ về sự nghiệp ca hát ở xứ cờ Hoa, Trường Vũ từng chia sẻ với truyền thông nhân dịp bị nước giữa năm 2016 rằng hiện tại anh chạy show khá ít. Do các show trong bài cắt bớt nên chỉ có hoạt động cộng đồng, chùa chiền, đồng thời anh chỉ hát vào cuối tuần và hát thêm những ngày lễ. Lý giải vì việc hạn chế chạy show, Trường Vũ thừa nhận bản thân sống khép kín, ít khi chủ động quảng bá tên tuổi, nhưng may mắn được tổ nghề đài nên công việc đi hát của anh luôn thuận lợi. Đặc biệt gia đình là chỗ tựa vững chắc để anh có thể di chuyển nhiều nơi mà không lo lắng. Chia sẻ vì người vợ giọng ca không giờ rồi, chia sẻ vì bà xã là người đã hy sinh rất nhiều để anh có được ngày hôm nay. Bên cạnh đó, nam danh ca hải ngoại bày tỏ bản thân không muốn đưa vợ con vào showbiz để đảm bảo cuộc sống của họ không bị xáo trộn dù chỉ là một chút. Anh cũng cho biết thêm, trong tương lai sẽ về Việt Nam nhiều hơn để chuẩn bị đáp lại tình cảm của khán giả trong nước. Tôi sẽ về nhiều hơn. Khi nhắc đến chạy show, vì tính tôi không bôn chen, lại khó tính trong việc hát trên sân khấu. Đến tháng 8 năm 2010, Trường Vũ lần đầu trở về Việt Nam để tham gia biểu diễn tại một chương trình từ thiện lớn. Từ giữa năm 2016, Trường Vũ về nước nhiều hơn, nhận lời giám khảo một số chương trình truyền hình và biểu diễn tại các thành phố lớn. Danh hài hải ngoại đặc biệt đến là ca sĩ nổi tiếng Việt không thạo nhưng bằng tiếng âm nhạc, chạy bóng và sự lao động nghệ thuật hết mình. Anh đã khẳng định là một mình tên tuổi, được đông đảo khán giả Việt yêu mến. Trường Vũ đánh giá là giọng ca đặc biệt với dòng nhạc trữ tình quê hương, với nhiều nhạc phẩm bất thú như Đám cưới nghèo, Nghèo mà có tình, Xa người mình yêu, Áo em chưa mặc một lần, Người đến từ Triệu Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.